bọc vô lăng hay là khơ vô lăng thì nhìn đẹp hơn, và nên bọc loại nào? Thì cái bọc vô lăng là cái chùm lên cái vô lăng cũ và nó là có sẵn rồi, thì hàng của bọc vô lăng thì giá nó rẻ, giá nó dao động là từ kể 100.000 cũng có, đến 500.000 xuống 600.000, thì nó chỉ lồng ra bên ngoài thôi, thì ưu điểm là cái giá thành rẻ. Còn về mẫu mã là nhiều mẫu mã chứ khách lựa lựa chọn. Còn cái chất liệu thì là nó sẽ không được mềm như là khâu vô lăng, khâu da vô lăng. Thì cái khơ và cái chất liệu thì không được lựa chọn, cái chất liệu này, đa dạng chất liệu này. Và hai nữa là về cái độ về ôm form và độ chắc chắn, chắc lái chắc tay thì không thể bằng cái khâu vô lăng, khâu da vô lăng. Và cái khâu da vô lăng là khi chúng ta khâu cái da trực tiếp lên cái vô lăng thì lúc nào nó cũng nói chung nó vừa khít, lái chắc tay và được lựa chọn chất liệu da, nên nó sẽ ví dụ lựa chọn chất liệu da mềm êm như da bò và da napa tí thì nó sẽ được mềm êm. Còn như cái của cái bọc vô lăng có sẵn thì nó là chỉ có là da công nghiệp thôi, hoặc là da simili thôi thì nó sẽ không được mềm đâu ạ. Đấy, thì thường như giá thành của cái khâu vô lăng thì nó sẽ cao hơn, nó rơi vào tầm là từ 900.000 cho đến tầm 1.700.000 đến 1.800.000, tùy theo cái chất liệu da mà quý khách muốn chọn. Đây là quý khách là tự cân đối về tài chính, nhưng mà theo em thì nên lái, nó cũng không chênh nhau nhiều, vài trăm nghìn nó không chênh nhau nhiều đâu. Khâu da vô lăng thì nó sẽ tốt hơn, lái nó chắc tay và nó thích tay, nó êm hơn, nó không bị sập sạch hay là nó không